mũi của bạn chưa đẹp vì điều gì? Sống mũi không cào, mũi xương cổ, đầu mũi thấp, mũi hếch, cánh mũi to bè. Đừng lo, hãy đến với hệ thống thẩm mỹ viện Gang Nam. Mọi vấn đề về mũi của bạn hãy để chúng tôi xử lý. Với công nghệ nâng mũi cấu trúc nanoform, sử dụng chất liệu nano siêu nhẹ, giúp cho dáng mũi mềm mại, đẹp hoàn toàn tự nhiên. Các lỗ nano giúp cho các mạch máu hoặc dây thần kinh đi xuyên qua, tăng tỷ lệ tương thích của chất liệu đối với cơ thể của bạn. Quy trình nâng mũi tuyệt đối an toàn và khoa học khi kết hợp với chất liệu nano làm sống mũi. Phần đầu mũi được dựng bằng sụn tai tự thân, đảm bảo cho dáng mũi của bạn đẹp tự nhiên và giảm nguy cơ bị đào thải. Chúng tôi tự hào khi có đội ngũ bác sĩ có trình độ cao và kinh nghiệm lâu năm trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ như giáo sư bác sĩ Cho Đê Dòng, giáo sư bác sĩ Bắc Sùng Dòng, bác sĩ Phùng Mạnh Cường, bác sĩ Đoàn Vũ, bác sĩ Trịnh Văn Minh và còn rất nhiều các y bác sĩ khác. Dáng mũi cấu trúc nanoform làm hài lòng tất cả các khách hàng khi đến với hệ thống thẩm mỹ viện Gang Nam vì an toàn, đẹp hoàn hảo. Tự nhiên với khuôn mặt, không đau khi phẫu thuật, không bị đào thải. Hãy đến với chúng tôi để bạn được đẹp hơn. Gang Nam, nâng tầm vẻ đẹp, kiến tạo ước mơ.